Các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài test quét hiển thị từ 25 xuống 0 và 0-15. Đây là quét gồm 8 quét 7 loại. Trên A, B, C, E, G, D, B là dấu phẩy chấm. A, B, C tựa như mình sẽ có là một C. Đếm từ 25 xuống lớn hơn chỉ 1 thì sẽ trừ giảm dần đến 1. Thế thì ở hai dép bảy đoạn đầu tiên đếm 1 1-10 để lấy phần nguyên và lấy hàng chục. Đếm 1-10 lấy phần dư lấy hàng đơn vị. Không x bé là cái dấu bị ngang rồi được nét thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm hai nét cuối nét sáu nét bảy mình sẽ cho hiển thị đến hai sẽ gọi con hiển thị là đến hai sẽ tăng dần khi mà đến hai tăng đến 15 thì nó sẽ bằng 0. Bây giờ mình sẽ dạy được. Mình sẽ làm chương trình nhé. Giờ mình đã làm sẵn. Các bạn đã